này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello Happy, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ cho blog food tiếp nè. Và các bạn ơi, Happy đã kiểu như là Happy đã kiểu như là đi quánh boss đó mấy bạn, lên tới level 24 luôn rồi nè. Và bây giờ Happy sẽ đi quánh boss tiếp nha mấy bạn. Nhưng mà không Happy không biết là Happy đang ở đâu nữa. Bây giờ Happy sẽ đi qua đảo khỉ nha. Ủa đâu rồi? À thấy này, đây. À Happy bị mù. Ờ cái gì? Huyền hả? Đảo thử coi. Cái này là free đó, đúng không? Cái này là hàng free đó, đúng không? Đây cho chạy à. Ôi đảo à. Ôi đảo à. Ủa mới biết thuyền free luôn á. Ê lần đầu tiên biết thuyền free. Ủa chứ nói giờ chị xù không à. Bị ngu quá kìa, bị ngu không biết. Cho bạn đứng. Sụp tới lâu quá ta. Nãy giờ rất nhiều quá. Sắp. Ờ à, tới rồi nè. Này giờ mới tới nè. Đó. Đi xuống bà ơi, đi cứ cầm mò ấy. Ơi. Và mấy bạn ơi, Happy kiểu như là cũng đã kiểu như là mua cái máu nè, bởi vì Happy tới 300 máu rồi. Bây giờ Happy sẽ đi làm nhiệm vụ nha mấy bạn ơi. Thì đây nhận nhiệm vụ nè. Đó. Đầu tiên là con khỉ là phải đánh tới 5 con lận. Ui giời, không, hồi hồi là đánh tới 6. Ừ đúng rồi, nó đại cũng đúng nữa. Nè mấy bạn ơi, Happy có trái ác quỷ mới nè mấy bạn ơi. Trái ác quỷ gai đó, nhưng mà kiểu như là Happy ăn mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà bây giờ Happy không biết chứ chắc. Khoan nè, Happy xem một phần. Nhưng mà bây giờ Happy cũng quên mất bà là cái trái ác quỷ mà lò xo đã mất tiêu rồi, đâu mất rồi. Không biết ra sao nữa. Đó. Wow nhìn ngầu á. Con khỉ này vô duyên. Đó đánh một con. Son. Xong rồi Happy đánh son. Xong rồi Happy quen rồi. Đúng. Tại vì hồi đó giờ Happy có làm nhiệm vụ đâu. Bây giờ là lần đầu tiên Happy làm nhiệm vụ luôn á. Chào con khỉ này. Khỉ như con khỉ á. Đó, ui nửa kẹo bị ngu hay gì á. Đánh nó tiếp. Yay, xong. Lại đẩy nó mà còn đi học nữa chứ nói gì. Ủa sao mấy bà này như đây kia. À đang quánh lộn. Tưởng là về, ui giời ơi. Nó được mấy con, ủa gì mới đây ba con rồi. Ủa đánh không biết mình đây đánh mấy con luôn á. Ủa đâu rồi con khỉ. Mấy chàng đi lại đây chi vậy, hội Happy Bay bây giờ. Ơi đó. Chơi gì đó. Đâu nào. Đâu. Nấp trong bụi lầm á. Đau nữa. Chơi kỹ quá à. Lúc nào Happy đi lại đây cũng ăn hiếp Happy hết á. Một ê. Đó. Đi làm nhiệm vụ thôi cũng yên với mấy chàng này. Đó nữa đó, trời ơi. Ê nó tưởng Happy lên đó, nó chạy lên đó. Thật là bí ẩn. Thôi giỡn á chứ đâu có gì bí ẩn đâu. Sao ông khỉ đi xuống nước gì vậy trời. Yeah, lên level 25 rồi. Thơm lắm thấy mình. Ủa sao mà nó cứ làm như vậy? Ủa ai là mình hoàn thành nhiệm vụ hồi nào mà Happy không biết luôn á. Ê quánh lộn Happy rồi. Chơi như vậy chưa quánh lộn. À út qua. Rồi xong bây giờ mình sẽ đi nhận nhiệm vụ tiếp nha mấy bọn ơi. Này nhiệm vụ tiếp. Hãy chọn một nhiệm vụ. Rồi tiếp theo là con khỉ đột. Đây, con khỉ đột. Khỉ đột này.
À, mình giữ tới 8 con như vậy ba. Đau. Rồi giờ có cho Happy quánh không? Tại level gì? Level 900 đi qua đây chi vậy cha nội? Đi qua chỗ level gà chi vậy ba? Con này level mấy hả? Chi thế? Ừ, cảm ơn nha. Ủa sao đến nó quá hoài á? Sao bạn không đánh luôn đi mà bạn nhường Happy hoài á? Nên Happy quyết định Happy giành đánh của bạn luôn. Ôi, đánh cái ngẫm luôn kìa. Giang nổ. Làm cái gì vậy? À, mấy cha kia lộn ảnh hưởng tới bên đây. Khoan, hình như có mình Happy. Ủa, có mình Happy con gái chơi Black Food hả? Gì? Sao em chơi game này? Tại sao? Em nói là em chơi game này sao? Tại sao em chơi game này? Ủa, em chơi hoài. Ý em nói là không thấy chị ấy, đúng không? Chứ còn gì nữa. Nữ, giành đánh em đi hoài à. 900 mà đòi giành đánh với người ta. Đòi giành đánh với đứa cấp 25. Ủa, đâu ra mới nhầm như vậy? Mới đây 4 con rồi. Tưởng đâu mới có 2-3 con nữa. Còn 3 con nữa. Thôi. Ê, có khi đục gì? Nhận ra gì? Ê, đó. Rồi xong ngấm rồi nè. À, hình như hồi nãy mấy bạn nó quánh cái đùng cái gì á. Hình như đánh cái rầm hay gì á. Mới gì Happy đi, Happy cứ nghe rung rung á. Đúng không? Xong mấy con này á. Nó level hấp hơn mình có 5 level rồi mà nó đánh gáp. Happy không có cần đánh cái con này. Á! À! Đào. Ê, sao Happy bay lên này nè, đẹp quá. Gì vậy? Đá. Rồi xong luôn. Ồ, sao tới lúc mà Happy không cần tới mấy đứa này thì nó lại xuất hiện vậy ta. Đó, có đi. Quánh lại. Quê. Còn một đứa nữa. Đó, thì cũng quánh lại. Quê sao? Thôi đi. Nữa sao cứ đi chặt. Thôi đi nhận nhiệm vụ. Thì đánh mấy con level nãy gì, đánh có 5 con chứ có gì đâu. Rồi. Ui dồi ôi. Dưới này mà đôi dễ ôm. Hai xong. Đó, đang đánh gì nè. Đánh rất là bình thường đúng không? Đun. Đói sợ. Đánh mấy con này dễ. Tại vì tại vì Happy level cao. Ủa, nãy giờ Happy đánh Happy đâu để ý đâu. Đó, con level 5 này. Xong nó đánh đau. Ủa gì, xong nhiệm vụ rồi hả? Nhanh nè. Nhanh nè, thôi đi. Tưởng gì? Tưởng gì hồi đi tiếp. Đi qua đâu khởi chơi tiếp. Xuân thiện bom nè. Đó, ui nhìn đã. Nhận nhiệm vụ. Ờ, vô thủy đoạn nè. Nhận thử ai? Gì, con hả? Kiểu bị ít level xong nó chê đúng không? Vivian. Gì con khỉ đọt. Gì level đó hả? Con quỷ á, đánh đau lắm hồi nãy con quỷ kia. Ui lộn. Hồi nãy bạn fan của Happy á. Có lợi đó. Ai level mấy thế? Ui level 25. Thì lớn hơn có 2 level chứ có nhiều đâu. Sao mới đầu không nói vậy đi? Sao mới đầu không nói vậy đi? Đau. À, bị gì hả? Bị ham hả? Ui lận lận. Xem. Đứng ra đây. Ui sao nó ngu rồi hả?
nãy giờ tôi không cầm tôi ra mày. À không. Sao hồi đi qua thì lại nhảy gì hoài đúng không? Ủa, cái con này nó bị ngu á mấy bạn. Ê mày, giờ nó thông minh nè, nó nghe mình nói nó ngu à. Nè, nè nè nè, nhìn nhìn nhìn, đó thấy không? Thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Đây đây mày, một lòng một phẩm nè, chim bị đứng mấy ghẹo đó. Út quà đi luôn. Đấy quay sao đi xuống nó hoài à, bị ngu rồi. Ê đánh cái đẹp quá xin nha. Dưới này thấy không, con khỉ nhỏ hơn hơn ở nhà đó, nó hơn mày nữa mà mày ngu. Du còn ngu hơn con khỉ con đó nữa. Ô thôi đi qua, đi qua đây. Ô quay thôi mình lên đây. Ủa giờ mới kêu nó vận động não lên đi chứ, xong cái nó đi xuống luôn. Không vui, nó đứng im gạo mới vui. Rồi bây giờ mình sẽ đứng im cho nó đi 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 vậy hoài á. Rồi nó cũng tự đứng im ngay cái khúc đó. Rảnh không? Rồi giờ rồi đây đây này, giờ nó ngu thiệt rồi nè. Để đi qua hay bị xử nó. Không biết xử gì nữa. Hai. Xong. Ủa sao nó không bay lên? Đau 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 đau. Đeo. Ê. Rồi kít. Đau. Úc qua. Úc qua. Xin chào, tôi là em họ của người buôn bán hả gì? Bà lóc. Ủa, buôn bán trái bà lóc. Bạn có thể gọi tôi là cô xin. Tôi bán trái ác quỷ cho mọi người. Ừ, nhưng mà không bán cho tao gì. Đó, thấy không, level 5 chuột lận. Mới có level 27 hả, nghĩ sao? Xin chào, tôi bán kiếm cho những người mới bắt đầu với sức mạnh và kỹ năng bằng nhau. Là không tuổi hả? Ai kiếm thì không lấy được nha, để chân thôi. Mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã kiểu như là sao ta? À đúng rồi, Happy đi đánh mấy con khỉ nè. Với Happy đường cây đường ta đánh nè. Đó nha. Happy như là như là Happy kiểu như là đánh mấy cái con khỉ á. Ui, Happy đánh mấy cái con khỉ á mấy bạn. Happy được tới 27 level lận. Và nếu như mà mấy bạn thích thì nhớ like, share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.